là đang đi cổ vũ đường phố đi bộ Nguyễn Huệ đây. Hiện tại đây là đang ở chỗ vườn hoa Nguyễn Huệ. Các bạn thấy không? Đám màn hình luôn. Đám màn hình luôn nhé. Đây đang phỏng vấn này. Chuyên gia âm nhạc hàng đầu. Thưa quý chị, chính là vô chiêu. Có những cái chiêu gì hết. Tất cả là chỉ có tấm thân nhà bé này. Hôm nay tôi sẽ mời ban nhạc của tôi đi mời chỗ của Phương Minh Bạch luôn. MC hài hước về duyên dáng xinh bắc. Hai anh Chí Phong. Hai anh đang đánh vào chuỗi cửa hàng chuyên bán nhựa dành cho những người không có tóc. Và hai người này quá thân hòa, rất là ấm cảm chị Phương Minh. Rất là hoài nhảy, mà bây giờ mới là 5 giờ chiều và rất là đông rồi. Cuộc nhàm chán của những tay nhạc chất lượng nhất, tất cả đã sẵn sàng. Đóng bán này vô nhanh, dạ. Bán này vô chưa? Chưa bán cái nào? Chưa bán cái nào hết nè. Hồi nữa là bán không kịp ấy. Hồi nữa là bán không kịp đâu. Ờ đấy, mở hàng luôn này, mở hàng luôn này. Hai em đẹp gái luôn này. Đấy đi em ơi. Đây đi em. Đây cái này miếng 5.000. Anh mời hàng đấy, mời hàng đi em ơi. Lại đó, ba miếng 5.000 đó. Đây này miếng cắt cho. Mời hàng bán rẻ đi anh ơi. Miếng nào? Lấy miếng nào đi. Lấy hàng với anh. Hai miếng, hai miếng đi. Em cho anh hỏi em tên gì vậy? Dạ em tên Lưng. Không, em gái này. Hả? Cô kia giá. Cô kia giá. Em hôm nay thì cô đi cổ vũ cho Việt Nam không? À, em đoán Việt Nam thắng mấy không? 5-0. 5-0 à? Em dán luôn đi, dán luôn cho anh coi nè. Em dán luôn đi. Dán luôn đi. Mình rất là cho hoành tráng. Dán bên này trái tim nữa. Bây giờ mới là 5 giờ chiều đó nha các bạn nha. Đó là một tình huống xử lý tốt quá đó. Đẹp ơi. Mua gì mà phải xếp hàng đi? Mua gì mà phải xếp hàng này? Mì, cho mì. Cho mì à? Xếp hàng đi. Rất hay, rất tỉnh táo để bóng đến vị trí đúng tầm chân xuất điểm của đây con. Là mì tự nguyện. Mì này tặng không lấy tiền à? Dạ, dạ đúng rồi. À đây à. Mì này mì ảo ảo nha các bạn nha. Đây là tặng không nhá. Riêng Sài Gòn là tặng không, không lấy tiền. Rất là hay. Vâng. Em ra đây tí tối xem bóng đá. Anh ra đây không? Anh ra đây không? Tối xem bóng đá. Ngày nào mình cũng có chương trình thế này hay là thế nào? Dạ chương trình này chỉ cỡ 1-2 ngày. Dạ. À. Hết đá banh chứ là cái này hết luôn. À chỉ phục vụ cái đá banh thôi. Lát okay, nữa là ra đây ngồi. Ngồi xong rồi ăn mì. À. Vừa coi vừa đá banh. Này là giá trị nhân văn đấy đúng không? À. Đâu em đang ở ngoài vườn hoa chơi. Hiện tại này sau thôi rất là nhiều. Rất là nhiều người đến đây mình. Chặn đúng vô đây đi. Yeah. Ok, anh. Yeah. Em bằng cái này.
Các bạn nào có gần quận 1 thì tới đây nha. Mì Hảo Hảo tặng không. Cháy bỏng của những chàng trai vàng sau 10 năm chờ đợi, hùng hàng chứa của team hâm mộ đầy máu lửa. Sony tung họ sẽ một lần nữa làm nên lịch sử chấn động hơn 90 triệu con tim. Những bạn có nên không bắt đi đó. Bên đây mình cũng tặng luôn này em. À, hay nhỉ. Mình này gọi là mình gì em? Tặng không luôn, bạn nào gần quận 1 thì tới đây nhá. Đem đi qua. Đó, hiện tại nó bây giờ nó đang là 8 màn hình nha các bạn nhé. Đá một mình phục vụ cho bà con xem này.